Hello, chào mừng các bạn đến với đời sống muôn màu channel của bà Tám Kali. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ trình bày một nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Bài hát mang tựa đề là Kẻ ở miền xa. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông năm hà, nỗi tiếp đi qua, thiếu bóng đàn bà. Đời không dám tới, đành nghĩa cho tôi, nhà kênh sao lắm nơi. Đường vì thường khi nằm trên đất sạc thèm trong hai hùng tiếng hát môi em tiếng hát ngọn đêm mười năm đánh khó khác bởi câu ca vì thiên hay thiết tha xem nói tiếng một đêm nằm miền xa trời cao đất lạ trường nên đi là nên viết văn chương góp tiếng hậu phương ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đang thay tiếng đơn vì thường khi nằm trên đất rằng thèm trong hai hùng tiếng hát môi em tiếng hát ngọn nêm mười năm đánh khó hát bởi câu ca vì tiếng hai thiết tha còn đang bên tôi cho tôi yêu bằng anh hài đó không thôi đến với tôi hãy đến với tôi đừng yêu đánh bằng lời đêm nằm miền xa trời cao đất hạ chờ nên ý là nên viết văn chương góp tiếng hậu phương ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đang thay tiếng em ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đang thay tiếng kia súng nổ đốt nửa đêm đêm tầm đang tai tiếng em.
Mến chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người thân. Xin chào, tạm biệt. Bye bye.